Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video của miền Nam thứ hai ngày 24/4/2023 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay lọc miền Nam trên kênh nó về được cái lọc, đó là cái con 90 ở trên đài ở Tiền Giang, và cái con 64 ở trên đài Đà Lạt. Chúc mừng tất cả anh chị em tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai thứ hai 24/4 trên các đài thành phố Đồng Tháp, Cà Mau. Ở đài thành phố mình dự đoán cái cặp 37-73. Ở đài Đồng Tháp mình dự đoán cái cặp 18-81. Còn đài Cà Mau mình dự đoán cái cặp 47-74. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn trong ngày mai.